Có nghĩa là người ta kêu chị, người ta nói một cái câu gì đó tiếng Việt đi, ta dịch vô cái máy. Chị muốn nói cái gì với ổng mà chị nói tiếng Anh đó thì ổng kêu bây giờ nói ý tiếng là Việt. Muốn nói thành là thành nói á, thành nói cho ổng nghe. Trời ơi, người ta giơ tay rồi. Nói cho chồng nghe. Chị ơi, cái máy nó dịch được không? พูดยาวภาษามันจะไม่แปล đừng nói chuyện dài quá không dịch được ngắn rồi chứ mà mới le là đừng nói ngôn ngữ đâu. Chị nói là chị nói giọng là đó anh rất là dễ thương. Đòi ấy đi. Anh rất là dễ thương. Lái xe. Trời ơi, tôi lại mẹ. Nè, Giang nói đi, anh tập trung lái xe đi. Đừng hỏi tôi nữa. Nè non thi sụt. Thi sụt gì? Chắc chắn nhất. Rồi, anh quất tay đi. Chắc chắn nhất. Quất tay đi. Quất tay. Quất. Chị Giang. Lo lái xe đi, đừng có nói tôi nữa. Mọi người chạy nhưng mà cái tướng của ai đó nhìn ghê quá. Chị Giang nặng cái đít. Ông xin cái đít nè.